Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán chiếc máy chặt đất các bạn. Chiếc máy này thì được đặt cái đầu máy là 3T72 đời cao. Cái dàn đùi là dàn đùi của IC7 các bạn, lên cốt đùi lớn nha. Cái bánh lồng thì 9 tấc 3, chiều ngang thì 5 tấc ha. Thì tất cả là hoạt động bình thường. Máy là bao hơi ha. Địa chỉ là ở Lình Quỳnh của Kiên Giang ha. Thì xã Lình Quỳnh của huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang các bạn. Thì anh em và các bạn cần mua thì liên lạc trực tiếp với số điện thoại nằm ngay ở phần tiêu đề để gặp ngay chủ. Thì cái giá bán đang kêu giá là 16 triệu. Thì xuống coi là test máy tại ruộng cho anh em luôn, bao hơi bao cho anh em sử dụng, mua về là sử dụng không cần phải sửa chữa gì hết. Thì anh em cần mua thì nhớ liên lạc trực tiếp qua số điện thoại nằm ngay ở phần tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Đầu máy là 3T72. Thì anh em cần bán đồ thì liên lạc qua bên kênh của mình. Mình số điện thoại là 0352 915 395. Còn muốn mua chiếc máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ngay ở phần tiêu đề để gặp ngay chủ. Cái giá bán là 16 triệu ha. Cái này thì người ta mới mua, người ta xài mới có một vụ thôi, tại bỏ trong kho ha. Đầu máy thì 3T, đùi dàn số thì của IC7, lên cốt đùi lớn 3T72 đời cao ha. Rồi anh em cần mua thì nhớ liên lạc trực tiếp đi gặp ngay chủ ha.